Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trên kênh Mưa Bóng Đá. Những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế luôn được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính ngày sau đây. Trực tiếp U22 Việt Nam với Singapore nhận định trước trận, Quốc Việt Văn Khan xuất phát từ đầu, đối thủ bất ngờ. Sau khi đánh bại U22 Lào, đối thủ tiếp theo của Việt Nam tại SEA Games là Singapore, chiến thắng ngày sau quân giúp ông Trisil và các học trò thêm phần tự tin. Tuy nhiên, sức ép trước người hâm mộ cũng đã tăng lên khi màn trình diễn của đội nhà không tốt. U22 Việt Nam nhận được mục tiêu về mặt kết quả, cục diện hiệp 2 khiến cho nỗi lo xuất hiện nhiều hơn. Thật khó tin khi một ứng cử viên cho tấm huy chương vàng SEA Games 32 lại không kiểm soát thế trận trước Lào. U22 Lào cho thấy đây không phải là một đội tuyển yếu. Những cầu thủ tài năng nhất của Lào đã kinh chiến trong nhiều năm vừa qua. Dù vậy, họ vẫn là một đối thủ dưới tầm của Việt Nam và lẽ ra các học trò của ông Trisil cần phải làm tốt hơn. Việt Nam chưa làm tốt trong phần của mình, đó là bài toán đầu tiên đối với vị huấn luyện viên trưởng trong trận đấu với Singapore. Thay đổi đầu tiên đến từ tiền vệ. Thái Sơn và Đức Phú không phù hợp đá chính cùng nhau khi cả hai cầu thủ đều có xu hướng vùi thấp đánh trận. Một trong hai tiền vệ cần phải lên trên nhường chỗ cho một tiền vệ kiến thiết mới trong lối chơi. Không loại trừ khả năng Đinh Xuân Tiến sẽ là người được lựa chọn. Trên hàng công, ngoại trừ Nguyễn Văn Tùng thể hiện được khả năng, năng lực cũng như là chất xuất, cầu thủ còn lại đều chưa cho thấy tính đột biến cao. Tuy nhiên, ông Trisil không có nhiều lựa chọn. Cơ hội có thể tới với Quốc Việt, cầu thủ ghi bàn nhận được cách biệt sau khi được tung vào sân. Trong ngày ra quân, hàng thủ của Lào đã chơi tập trung và không để khoảng trống xuất hiện. Sự bế tắc hiện rõ trong các pha bóng của Việt Nam. Ông Trisil nhiều khả năng sẽ phải thực hiện hàng loạt các sự thay đổi về nhân sự. Trên hàng công, Quốc Việt có thể được trao cơ hội đá chính ngay sau khi ghi bàn vào lưới của Lào. Được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Quốc Việt đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng hậu vệ của Lào. Bàn thắng của tiền đạo này là một kết quả phối hợp ăn ý với Văn Khang. Pha lập công đến đúng thời điểm Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, bị đối thủ liên tục dồn ép. Nhờ có bàn thắng này mà Việt Nam và các cổ động viên mới thở phào sau những phút lo lắng. Ngoài ra, cú dứt điểm nhẹ nhàng với động tác nhanh chân, gọn gàng cũng cho thấy kỹ năng của cây sân bàn tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai. Nếu Quốc Việt đá chính, Văn Đô sẽ là người nhường vị trí cho đồng đội. Tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội không để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu với Lào. So với Quốc Việt, Văn Đô sẽ kém hơn về khả năng xâm nhập vòng cấm. Bên hành lang phải, Thanh Nhàn vẫn có thể được trao cơ hội. Vị trí trung phong cắm nơi mà ông Trisil chỉ có thể cho Văn Tùng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, khi Việt Nam tấn công không tốt, thiếu kiểm soát, không nằm ở hàng tiền đạo, rõ ràng các hàng tiền vệ trung tâm vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Ông Trisil cũng bị đánh giá là không phù hợp. Đối đầu với Lào, Việt Nam hoàn toàn có thể áp đặt thế trận, nhưng cả Thái Sơn, Đức Phú đều là mẫu tiền vệ trụ cột, nổi trội trong khả năng đánh trận có xu hướng giữ vị trí thấp. Tuy nhiên, ngay cả Thái Sơn thì cũng hiếm có những đường truyền mở ra cơ hội cho tiền đạo. Do vậy, anh xứng đáng có một suất đá chính bởi sự cân bằng mà mình đã mang lại. Xuân Tiến có thể đã đáp ứng được những yêu cầu mà ông Trisil giao nhiệm vụ. Hàng thủ của Việt Nam thì khó có thể xáo trộn, Lương Duy Cương, Tiến Long, Phan Tuấn Tài là những cái tên tốt nhất mà ông Trisil có trong tay. Vấn đề của bộ ba này là họ cần phải chơi tự tin và dứt khoát hơn. Singapore, đảo quốc sư tử Thái Lan, thua 0-3 trong trận giao quân, nhưng Việt Nam chưa chắc đã làm được như đội bóng xứ sở chùa vàng nếu hàng công không có sự ăn ý và tổ chức phù hợp. Ở chiều ngược lại, nếu khả năng độc lập tác chiến của các tiền đạo Singapore thì rất đáng gờm. Họ có những mũi công mà hàng thủ Việt Nam cần phải đặc biệt lưu ý. Trước khi nghĩ tới bàn thắng thì Việt Nam cần phải tránh mắc những sai lầm. Có thể thấy Singapore vẫn chơi một thứ bóng đá dựa vào sức mạnh quen thuộc. Hàng thủ của họ có thể hình cao to nhưng thường loạn nhịp với các pha bàn bật nhả ít của Thái Lan. Điều này đã cải thiện trong hiệp 2, nhưng Singapore đã để thua bàn sớm trong mỗi hiệp đầu thì họ cho thấy trong các vấn đề về cách khắc phục bắt nhịp trận đấu vẫn chưa hiệu quả. Đó là điểm Việt Nam cần khai thác. Vị huấn luyện viên trưởng của Singapore đã tin tưởng. Quan trọng là các cầu thủ sẽ phải hồi phục, hơi tiếc là mặt sân cỏ hơi mềm, hơi khó chạy. Các cầu thủ mỏi chân và những pha chạm bóng thì hơi khó khăn. Singapore gặp Việt Nam với tinh thần cao và chúng tôi biết lối chơi kiểm soát bóng của ông Trisil và sẽ bố trí đội hình sâu hơn, hợp lý hơn. Trước Thái Lan, cầu thủ của chúng tôi đã có những vấn đề yếu kém trong việc dẫn người, cho nên đã có hai bàn thua sớm. Sau hiệp 1 thì cần nhắc nhở, chấn chỉnh lại và hàng thủ đã chơi tốt. Thái Lan đã đưa ra những dẫn chứng tốt nhất về cách xuyên thủng hàng phòng ngự, ban bật, chớp nhoáng, ít chạm ngẫu hứng. Các cầu thủ của Singapore to khỏe, chơi đầy quyết tâm nhưng hạn chế xoay chiều chậm. Thái Lan khi cầm bóng du ngủ thường xuyên đã thường xuyên đảo bóng ra hai biên để kéo giãn và làm xô lệch hàng thủ của Singapore. Trước khi bất ngờ tăng tốc biên hay trung lộ, đó là phương án mà những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật như Văn Đô, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Văn Khang có thể thực hiện.
Không những trong trận mở màn trận thứ hai khi có mặt đã bị ảnh hưởng không nhỏ, Việt Nam sẽ gặp Singapore vào lúc sau. Với mặt sân cỏ mềm thì trạng thái cũng sẽ tốt hơn. Nhưng sự xuất hiện thách thức của Singapore đã quen hơn so với cái nắng nóng vào lúc 16 giờ, trong khi các cầu thủ của chúng ta quen lúc 19 giờ. U22 Việt Nam chắc chắn sẽ bị kéo vào cuộc đua đua sức. Một câu hỏi là sau hơn 90 phút thật sự hài lòng về cách chơi của Lào, ông Tuchel sẽ có điều chỉnh nhân sự như thế nào? Cơ hội ra sân của Văn Cường là bỏ ngỏ khi anh đã chơi chưa thuyết phục trong 45 phút đầu tiên. Ở giữa sân, Công Đế đang được cân nhắc đá chính ngay từ đầu vì là có kinh nghiệm nhưng anh chưa tạo ra sự khác biệt. Thật sự khó đoán trong đội hình xuất phát của Việt Nam vì các cầu thủ vẫn chưa tạo ra sự khác biệt của mỗi người. Thật sự khó đoán trong đội hình xuất phát và việc ông Tuchel phải thay người trên cả ba tuyến khiến cho những câu hỏi được đặt ra nhiều hơn. Mặc dù vậy, một điều chắc chắn là vị huấn luyện viên người Pháp sẽ cần phải có những người đạt trạng thái tốt nhất. Theo bình luận viên Quang Huy, Việt Nam trong giải đấu này không hề yếu kém. Ở trận đấu với Lào vừa rồi, đội chơi thì có đường nét hơn, các đối thủ và các cầu thủ cũng đã phối hợp với nhau nhiều hơn. Trận ra quân thi đấu không hề tệ. So với Singapore, những gì đã qua ở lượt trận đầu tiên, tôi cho rằng Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ. Về lý thuyết trận đấu thứ hai của mình tại SEA Games, các cầu thủ Việt Nam sẽ có thêm kinh nghiệm và khả năng chinh chiến cũng sẽ tốt hơn. Bình luận viên Quang Huy kết lại, trận đấu giữa Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều ngày 3 tháng 5 ở trên sân Visakha, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.